Một chiếc xe phải nói quá đẹp luôn các bác nhá. Vâng, Buick Excellent 2009 nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Đài Loan. Đây là một dòng xe rất là bền lành, tiết kiệm nhiên liệu và khỏe. Con này thì bên em đang bán với cái giá chỉ có 148 triệu đồng vẫn bớt được các bác luôn. Thế mới rẻ chứ sao lại rẻ thế các bác. Vâng, vì cái dòng xe này một cái dòng xe cũng rất là lành. 2 năm trước thì bên em Vũ Duy Auto bán những chiếc xe này giá toàn 250 với 240, 250 thôi ạ. Nhưng bây giờ những chiếc xe như thế này giá nó chỉ có tầm 160, 170. Nhưng em Vũ Duy Auto bán chiếc xe này cho các bác chỉ có 148 triệu đồng 148 triệu đồng nhưng các bác vẫn được sở hữu một mẫu xe đẹp form sedan phân khúc hạng B nét căng với phanh đĩa hai bánh trước đấy, phanh đĩa đằng sau, lốp vẫn còn mới, gầm bệ của xe thì chưa có mục mọt gì cả. Nội thất xe màu kem vàng tươi mới nhá, đã có màn hình Android, đầu đĩa xịn sò đấy, và túi khí an toàn. Và đặc biệt là dòng xe này thì đi rất là lành với động cơ máy 1.8 tiết kiệm nhiên liệu nhưng mà lại rất là khỏe. Mức tiêu thụ khoảng tầm 7 lít xăng trên 100 km, điều hòa mát lạnh như các bác nhá. Và nói chung là chất thì khỏi bàn rồi. Với những ai mà yêu thích cái dòng xe đẳng cấp thương hiệu Lacetti, Lacetti bản Việt đấy ạ, hoặc là các bác nào mà thích cái dòng xe form như thế này thì đây là một lựa chọn cho các bác. Với lớp sơn thì đồng đều sạch sẽ và giá thì rất là mềm, chỉ nhỉnh hơn một con xe SH thôi. Nhưng các bác đã có một ngày một chiếc xe đẹp thương hiệu đến từ châu Âu. Và dòng xe Buick là một cái dòng xe mà các bác nào mà không biết thì các bác có thể tra Google đấy ạ. Vâng, một thương hiệu lớn đến từ châu Âu của GM. Và bây giờ thì chiếc xe này đang có mặt tại Vũ Duy Auto. Bên em đang bán với cái giá chỉ có 148 triệu đồng thôi ạ. Vâng, 148 triệu đồng có vào rút hồ sơ cho các bác nhá. Và hồ sơ thì chuẩn chỉ biển số 14A00641. Với động cơ 1.8 thì mức tiêu thụ nhiên liệu ít, xe thì lành và đồ nghề thay thế rất là dễ dàng. GM là một hãng xe rất là nổi tiếng và các bác có thể biết là dòng GM là một cái dòng xe mà đến bây giờ là VinFast Fadin ạ. Cũng sử dụng động cơ máy của GM này, đồ của GM này, rồi kể cả những cái sòng lắc thì cũng vậy thôi. Thế nên là những cái dòng xe này thì đồ thay thế rất dễ dàng và giá xe thì rất là mềm. Lớp sơn của xe thì đồng đều, con này thì tỷ lệ sơn zin nó chỉ khoảng có 40% thôi, còn đâu là cũng xì tút xì tát lại rồi. Đấy, cái này thì không tránh khỏi, đi nhiều năm tháng thì không tránh khỏi nha các bác nhá. Và cái kiểu dáng cũng như là thiết kế của xe thì nó không bị lỗi mốt. Đặc biệt là những bác nào mà tập lái này, tập đi này thì các bác sử dụng những chiếc xe này thì rất là ok, chạy lành mà kể cả các bác là đi gia đình cũng rất là được. Đấy, với thiết kế đẹp, đèn hậu các bác nhìn để ý hộ em ạ. Vâng, bên này là màu đỏ đây và bên này là màu trắng. Các bác biết tại sao? Đây là một mẫu xe sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu. Mẫu xe theo tiêu chuẩn châu Âu thì bao giờ hai đèn nó phải lệch màu nhau nhá, không được cân màu nhá. Cái đấy thì bác nào mà không hiểu thì các bác có thể là tra Google để kiểm tra. Vâng, một dòng xe chạy rất là lành luôn, 1.8, ăn xăng ít, tiết kiệm nhiên liệu và form thì rất là đẹp. Và logo của nó là logo hình ngôi ba cái khiên. Đấy, logo hình ba cái khiên luôn các bác nhá. Và lớp sơn của xe thì sạch sẽ đồng đều. Đèn của xe con này thì sử dụng hệ thống đèn bi cầu projector. Đấy, ánh sáng vàng và đèn thì là đèn zin. Bầu đèn thì hơi ố theo thời gian rồi, cái này thì không tránh khỏi. Nói chung là chất xe thì lành, chạy ok. Đấy, sơn xi cứng cáp. Cản trước xe thì đèn gầm không có các bác nhá, nó chỉ là cái tấm lưới đan thôi. Đấy, vâng. Và con này thì mặt cabo nhẹ nhàng, tôn cabo dày chắc chắn. Vâng, cũng sơn xi cũng ok rồi. Nói chung là về là các bác cứ việc đi thôi, không phải sửa chữa, không phải làm một cái gì cả. Bên em đảm bảo cho các bác luôn, chỉ cần vặn khóa đè lên cái là chạy. Còn lốp là ngày là lốp 2017, lốp 19555 vành 15, lốp của Ecopia của Bridgestone đấy ạ. Và la răng của dòng này nó lại rất là đặc biệt là la răng 9 chấu nhá. Phanh đĩa 4 bánh, 9 chấu la răng thể thao đúc. Đấy, còn cua lốp này, các bác nhìn là cua lốp này. Đấy, gọn gàng sạch sẽ, cua lốp đẹp. Cửa dày. Đấy, xi nhan tích hợp và nội thất bên trong xe thì là màu kem sáng. Đấy các bác nhìn ạ, màu kem sáng, nội thất tươi. Và nội thất này thì là được bọc lại rồi các bác nhá. Vâng, không phải nội thất zin ạ, nội thất đã được bọc lại. Ghế chỉnh cơ. Đấy, đặc biệt là con này thì có số tự động, ngồi sử dụng rất là dễ dàng. Màn hình hiển thị đồng hồ số của xe thì rất dễ dàng sử dụng, dễ nhìn. Và phần vô lăng thì các bác nhìn ạ, logo chìm này, túi khí an toàn và còi thì bấm hai bên. Còi bấm này. Đấy,
Vòi bấm hai bên và các cái phần này của nó còn chưa có lì mòn gì cả. Đây các bác nhìn này, chưa có lì mòn một chút nào luôn. Vẫn còn tương đối. Vâng, xe thì cứng và điều hòa thì điều chỉnh auto luôn đấy các bác nhá. Rất là hiện đại, cao cấp luôn. Phần đầu này thì là không dùng nữa rồi, nên toàn bộ cái cụm phím này không dùng mà được thay thế bởi cái màn hình Zedo, màn hình Full HD Zedo này. Đấy, kính điện 4 cánh nhá, khóa điện an toàn và có điều chỉnh gương chiếu hậu, cụp xe thì ở đây hết. Đấy, nhưng mà cái này thì phải mở khóa điện lên cơ. Kiểm tra nào. Cái gương cụp này là hiện nay không dùng được này. Còn điều chỉnh gương chiếu hậu thì bình thường, vẫn hoạt động bình thường các bác ạ. Nhưng mà cái gương cụp xe là không điều chỉnh được. Có điều chỉnh bình thường nhá. Màn hình Zedo rất là hiện đại luôn, với âm thanh nhạc sàn 3 đầy đủ, 4G. Có 4G cho các bác nhá. Đấy, bác nào thích nhạc nhẽo là các bác cứ cái dòng này, buồn làm chi. Ui nhạc hay đấy. Ui hay đấy, hay đấy. Nhạc sống Hà Tây các bác nhá. Ui giời. Ui giời, cái này chả nhìn yêu em mê rồi đấy. Ui giời. Ui giời. Nhạc cái này chả mê. Vâng, rất là đẹp luôn, nhưng mà thực tế còn đẹp hơn các bác nhá. Ánh sáng nó sáng hơn một chút so với màn hình. Thế còn màn hình hiển thị điều hòa của xe thì là auto rồi. Điều hòa rất mát và điều hòa thì sử dụng rất là dễ dàng. Gương phản gương chiếu hậu Dara. Đấy các bác nhìn này, gương chiếu hậu rất là xịn xòa luôn, soi gương bóng luôn và có chế độ cam hành trình. Tuy nhiên là cái con này thì chưa thấy cái cam hành trình, em sẽ kiểm tra làm sao mà lại không thấy lên hình. Đấy, màn hình gương này thì cũng trị giá mấy củ rồi các bác. Còn trần nỉ con này thì cực kỳ đẹp luôn, trần nỉ này em đánh giá 8 điểm cho cái trần nỉ này luôn. Nội thất tươi, tất cả phần da rồi phần nhựa của xe đây các bác nhìn này, vẫn còn tươi roi roi luôn. Đấy, nhựa đẹp cứng luôn này, bên này như thế này. Đấy, nhựa đẹp tươi luôn đấy các bác nhá. Phần trần đây nét luôn. Đấy, đèn ổ cái đó. Đấy, máy lên ngay, đè cái lên ngay. Điều úi giời, gạt mưa gạt kính là ok nhá. Vâng, hoạt động hoàn toàn bình thường, nhiều tốc độ. Đấy. Và bây giờ thì ta sẽ cùng kiểm tra khoang máy ha. Kiểm tra số lùi đó. Có số lùi rồi. Đấy, cam lùi đây các bác nhá, có đầy đủ luôn. Và ta kiểm tra khoang máy. Con này thì sử dụng động cơ máy 1.8, mức tiêu thụ nhiên liệu thấp, ăn xăng ít và nói chung là máy thì ngon. Máy này thì cũng đã được xì tút xì tát rồi, chứ không phải máy máy thì cũng không cần zin, mà máy thì cũng đã chạy xì tút xì tát hết rồi. Nên các bác là cứ yên tâm về việc là chạy thôi. Trợ lái dầu đầy đủ này, máy số ngon đấy, đầu răng chắc chắn luôn. Xe thì đảm bảo cho các bác là không có đâm đấy, không có đâm va tai nạn đấy. Xe rất là cứng cáp luôn đấy, chất đầu ok. Còn còn cabo thì khỏi bàn, máy thì tương đối ổn. Và dòng này máy thì nó rất là tiết kiệm đấy. Các bác đi là các bác dùng là cứ gọi là lành thôi, và cũng dễ là sang sử dụng sửa chữa.